tiền sư nó nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người. Gớm, nó thấy mình ngồi trước cổng chùa nó mở ngay cái bài con nhà nghèo, gớm thật. Sao mùng một Tết mà cái chùa này vắng thế nhỉ? Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hôm nay lại chọn ngay cái chùa này, nó vắng như cái chùa Bà Đanh ấy. Chả có ai lai vãng lên đây, không khéo ngày hôm nay thu nhập chả được bao nhiêu. Gớm vất vả thế. Ôi con lạy ông đi qua, con lạy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước ngựa tay bố thi, cho con vất vả đoạn trường cam qua trong cuộc sống này này. Con này nó không có quả tim này. Van nài như thế mà nó vẫn lơ đỉnh, nó đi nó cứ nhìn mình bằng cái khóe mắt như thế nào ấy. Chúc mẹ chồng gọng đi ơi. Còn nãy ông đi qua nãy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước bố thì bà ơi, vất vả quanh năm chả đủ ăn bà. Con chào bà. Mày kêu tao hả? Ô hay nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai người, con không gọi bà con gọi ma. Ôi con xin lỗi bà. Vâng, bà làm ơn nạp phúc bô thi. Mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Mặt tao vậy mà thèm nói chuyện với mặt mày hả? Quên đi con. Bà ơi đi đâu sớm thế, chồng mong con khóc gì mà đi sớm thế. Bà dừng chân cho con hỏi vài câu. Hên cho mày đó, bữa nay tao ăn chay, tao dễ tánh đó nghe con. Bữa mà tao ăn mặn, mà tao ăn mắm sống rồi mày tan xác mày nãy giờ với tao rồi mày. À mà chắc mày ở đâu, mày mới tới đây mày không biết danh tao hả? Nguy tao sớm chùa này á là dữ dội lắm á, người giàu gặp tao còn khó nói chuyện người nghèo như mày. Vâng, con xin lỗi bà, nhưng mà con là người phàm mắt thịt, con không biết uy danh của bà, nhưng mà cổ nhân mình có câu giận gần chết ngày Tết cũng thôi, nên con quấy quả muốn hỏi bà vài điều vậy mà. Nè, đừng có giỡn mặt mày. Tao long trọng giới thiệu cho mày biết á, tao là bà Năm Sừng Trâu nè. Chuyên cho dai ăn lời, ở đây ai cũng phải nể mặt tao hết trơn á mày. Dạ thưa bà, đầu năm bà nói như thế là con không biết sừng trâu sừng bò, con chả khe. Nhưng mà con chỉ muốn là con nói chuyện với bà vài câu, bà đừng giận con, đầu năm mà con vui rồi. Thôi thôi thôi, nói gì nói đại đi, mệt quá. Bà ơi, con người bà phốt pháp như thế, chắc là bà sống nhân đức lắm rồi mới cho bà thân hình nở nang thế bà nhỉ. Mày đừng thấy tao hiền mà không hận tao nha mày. Này bà ơi, ở đây giữa đường giữa xá, trước chùa trước miễu, bà không nên gọi con bằng mày. Người ta gọi bà là có chừng người ta đi ngang, người ta đánh giá bà là con người thiếu văn hóa. Mà nói cái câu dâng giang mình hay gọi, người ta hay gọi là mất dạy đấy không? Cái thằng này nó mất dạy thiệt. Mày ăn mày, tao không kêu bằng mày, không lẽ tao kêu bằng nội mày? Ô bà nói như thế là bà không nghiên cứu về sách vở rồi. Ấy thế không khéo bà thiếu văn hóa thật rồi. Tại vì ngày xưa mình có cái câu như thế này này, chó nào chó sủa lỗ không, chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Chỉ có ăn trộm người ta mới gọi bằng thằng thôi, ăn mày là người ta gọi bằng ông hết. Ăn mày cũng văn chương dạy đời nữa. Thôi được, ngày tư ngày Tết tao hỉ xả cho mày đó. Rồi nói gì nói đi ông nội. Vâng, bà ơi, ông mà mình có câu lá lành đùm lá rách đùm lá nát nó đùm cái lá tả tơi. Không lẽ bà thấy con tả tơi thế này bà không đùm con lại sao bà? Tao mới cúng chùa mời đồng bạc rồi. Ôi, cái câu này hay nhất này, dù chơi chín bật phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bà cho chùa bao nhiêu cũng không đủ, bà cứu mình con là coi như bà cho chín cái chùa rồi. Làm qua, ơn tao tay. Mới cứu trợ nặng lụt hết 10 đồng bạc rồi, bảo Katina đó, tao cứu hết 10 đồng rồi. Sáng nay tao cúng chùa 10 đồng nữa, bây giờ gặp mày nữa. Trời, nhà nào tao cũng làm phước kiểu này, tao bán nhà tao ăn sao? Nhưng mà thôi, coi như tao hy sinh nữa nè. Vâng, cảm ơn bà. Tết nhất của tao hy sinh nè, lì xì với mày 2 đồng ăn Tết nè. Chúc. Bà ơi, bà thương cho chót. Thế bà cho con nhiều nhiều tí, bà cho 2 đồng chả đủ mua bó rau muống thôi, thôi con không lấy giả lại bà đây. Ăn cho... mày mà ra giá nữa, tiền tao tao muốn cho nhiều tao cho chứ. Trời đất ơi, thằng này nó chảnh thiệt đó nha.
Lấy kiểu này mang nhục lắm. Đây, cảm ơn. Ăn mày thì ăn mày, vẫn có nguyên tắc của thằng ăn mày. Đây bà không nhìn thấy donation minimum $10. Ăn mày nó cũng phải có cái danh dự của thằng ăn mày chứ bà. Danh dự? Danh dự mấy thằng làm biến danh danh dự gì? Ô thế là bà không, bà xem phim tàu nhiều bà không để ý à? Bà có xem chuyện Kim Dung sao không? Trong Võ Lâm Ngũ Bá cái ban là gì? Cái ban là một trong những môn môn võ mà ban phái lớn nhất Trung Hoa. Mà cái ban là ai? Là ăn mày. Ăn mày là ai? It's me. Rồi bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ bà cho thì bà cho nhiều nhiều thôi, cứ giả lại bà đây thôi. Thôi sẵn rồi con cho bà luôn 3 đồng đi, bà ăn phở đi. Taxi của hôn cho mày 10 đồng này mệt quá đi. Bà ơi, ông bà mình có câu cách cho hơn của đem cho. Bà cho bà phải tươi cười lên, bà cho như thế ai mà lấy. Con tự ái con không bao giờ con lấy. Cứ bà cho tiền bà phải cười tươi như thế này thì mặt bà cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo thế ai mà lấy. Mất tiền tôi phải cười nữa. Được, tao cười. Vâng, phải cười. Mà không được, với 100 không có tiền lẻ mày ơi. Ôi cái đấy thì bà không cần lo, con thối bà chín chục. Mà có không? Thôi bà yên tâm, mình business mình phải đem hàng theo thối chứ. Chưa thấy thằng mày nào như thằng này hết trơn. Bà ngồi gì? Xuống đây bà chờ lẻ con tiếp. Tôi về gấp mà. Từ từ để con lại thối cho bà gớm. Nhanh lên đi. Không có tờ 10 đồng đấy, con phải lựa. Đọc ta. Cái tay con nó đau quá gớm. Bà nâng hộ con cái tay ra. Thôi đi, tết nhất mắt bà nâng tay quẹ mày, nó dẹp đi mày. Không sao đâu, con mới móc cái túi được. Cái này con để bên túi bên này. Gớm bà ơi, sao bà khó khăn với con ạ? À? Sao nó vướng thế nhỉ? Chưa, lâu quá đi. Hả? Cái gì vậy? Hả? Trời đất, con mày quẹ giả hả mày? Mày lường gạt tao mày? Không phải, con không muốn lường gạt bà này. Nó đau sơ sơ thôi mà vác vào này người ta thấy thương tâm đấy. Đấy là chiêu thức của anh mày. Trời, có tiền nó nhiều cái chưa kìa. Cái này nó cũng không có. Ôi trời ơi, nó có máy đếm tiền nên trời đất ơi. À, bà chờ con tí, bà chờ. Cái gì vậy? Chết. Phone phải không? Trời mày... ăn mày có phone tay nữa trời. Có chứ, ăn mày cũng business mà. Ngày nào ông ra đây ngồi đấy là nghề của mình rồi. Alo, ZZ mình đấy hả? Anh đây. Ừ, đang có khách hàng. Thế nào? Rồi nhận xong hết rồi, cái vỏ 4.000 thôi nhá. Đừng, anh nhận cái hột đấy vào cái vỏ kia 4.000 thôi. Mua rẻ rẻ, cái rẻ rẻ thôi, ừ. Không, mùng 1 Tết là Tết Việt Nam mà. Shopping nó vẫn mở cửa. Ừ, chiều anh lấy cho mình, tối chúng mình đi chơi, ừ. Cái giỏ Gucci 3.500 đây. Chiều nay xin là đủ luôn. Ừ, sao? Cho vé đi xem đại nhạc hội á hả? Hả? Thôi cho vé bình thường giả lại, ông ấy đi quăng giả lại. Gớm, hai vợ chồng mình mua hai cái vé VIP 600, coi vô tư. Ừ, thôi ở nhà nhá, mở mực, hộp mực sen với lại mở mấy giò thủ, giò lụa rồi ra, rồi mở cái bánh trưng ra chờ tôi về ăn nhá. Ừ, thế nhá, bye bye Hurley. Ok, bye bye. Còn vợ, gấp. Tao thấy mày ăn mày mà mày giàu quá, mày cưng vợ mày quá ha. Mua bóp Gucci rồi hộp xoàn á. Vâng, vâng. Mày mà chịu tao, tao cũng chịu mày. Trả số tiền lẻ lẻ đi. Mà tao nói mày nghe, tiền mày nhiều quá trời, mày nhiều hơn tao nên mày đi ăn mày chi vậy? Nói bà thương, không phải là con cái nghiệp ăn mày bà. Đây này, bà biết không, con này cũng tính mua cái nhà để đi ra đi vào, ừ. Để cho nó có chỗ chui ra chui vào ấy, ừ. Nhưng mà vất vả là tại tiền lãi nhà băng nó cao quá, con muốn pay off luôn. Đấy, thành thử dáng ngồi lết rồi vài tháng ấy. Lãi nhà băng mà cao gì? Tao cho dai mới cao. Nhà băng á lấy từ năm, tao á tính từ tháng. Một tháng á tao cho vay 1.000 á là tháng sau phải đưa tao 1.200. Ôi, bà ăn lời cắt cổ thế à? Vậy chứ sao? Mà bà biết không,
làm cái này nó cũng vất vả lắm bà ơi. Bà ăn lái như thế, bà biết ngày xưa con đâu có ngồi thế này. Ngày xưa đấy, cái nghề này là chỉ nghề tay trái của con thôi. Nghề ăn chánh của mày là nghề gì? Ăn cướp. Hả? Ngày xưa con ăn cướp. Nhưng mà sau mấy lần con đi vào chùa con, rồi con nằm con suy nghĩ, con vắt tay lên trán, thế mình ăn cướp đến lúc nào? Đấy, ngày xưa mình còn to con, mình còn cướp được gớm. Bây giờ cứ như con nhái nó vật một phát chết mẹ nó rồi. Thế là bây đây đấy, ngày xưa đấy, cái bản này con xài 20 năm rồi. Gớm, ngày xưa chủ trương của con là thà ăn cướp hơn ăn mày. Bây giờ cảm thấy my body không được ăn cướp được nữa, đổi sang ăn mày hơn ăn cướp. Mình cũng phải sám hối chứ bà gớm. Thì tao á, cho dai cũng là ăn tay trái thôi. Thế ăn chính của bà là ăn gì? Ăn welfare. Ủa? Tao nói thiệt cái mày hả, cái nghề cho dai cũng cực lắm, không có sướng ít gì đâu. Nhiều bữa hả, một tay lái xe, một tay ôm con. Bà có chồng còn con mọn thế hả? Ôm con dao á. Trời đất ơi, nó giật nợ tao, tao rượt nó tao đòi nợ. Nó không trả tao xiết đồ nó, tao xiết đồ không được, tao có dao sẵn tao xả nó. Chứ đâu có sướng như mày ngồi mình một chỗ gì đâu. Bà ơi, thế là con biết rồi. Thế là bà tại bà cho vay lấy lãi cao, thế thành thử ra người ta mới đặt bà là năm sừng trâu đó, đúng không? Không phải. Nói cái chuyện này tao vừa vui tao vừa buồn. Mày biết không, tao hồi đó tao dưới quê á, năm 17 tuổi á, nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu. Mà được con cái nha, tao nói tao đẹp, trời đất ơi, tao đẹp sắc nước hương trời vậy mày ơi. Tao nhớ bữa đó tao mới ra khỏi nhà, năm đúng sinh nhật 17 tuổi nghe, tao mới bước ra khỏi nhà, tao nói chim nó rớt bịch bịch đột 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 đột, nó chết trước mặt tao vậy mày. Cái tao ra ngoài hồ cá, tao cho cá ăn, không con cá nào dám mà mình moi lên để nó ăn hết trơn, nó lặn hết trơn rồi mày ơi. Tao thấy bà kinh khủng quá, nó chết hết hả? Đâu phải, nhan sắc á, tao thuộc loại là chim sa cá lặn đó, mày hiểu chưa? Nhưng mà tao coi kiểu này nè, tao nhớ đời đời mày ơi. Tao đẹp đó nữa mà trâu mày đồng nó còn mê tao mà. Mày biết không, con trâu đó nó có dòm tao, tao để ý nó một cái sừng, cái thẹo nhỏ nhỏ trên trán đó, tao để ý nó mà. Cái lâu lâu nó dòm tao, tao biết mắt nó muốn gì nữa. Tao bảo gì, làm sao tao chịu nó được mày? Mày biết không, cái bữa đó nó chịu không nổi sao á, nó cứ nhầm cái bụng tao mà nó hút vô mày ơi. Cái tao quýnh quá không biết sao, tao bẻ hai cái sừng luôn, tao quật quật quật, trời ơi, tao nói nó chết tươi mày. Từ đó tao có tên cô năm sừng trâu luôn. Mà cũng nhờ vậy tao ế luôn tới giờ. Trai trong làng đâu ai dám dòm tới tao đâu à. Mày biết không, trâu tao còn giật chết không như người. Còn mày, mày bảnh trai quá, mày sao mày đi ăn cướp gì vậy? Ăn cướp là ngày xưa, bây giờ con ăn mày. Bạn trai thì bạn trai chứ, con nói bà nghe đấy. Thì thấy mình sám hối thôi, thà mình đi ăn mày sướng hơn, làm ăn cướp vất vả quá. Tự nhiên đứng trước cửa chùa, tao cũng thấy tao muốn sám hối mày ơi. Tại tao cho dai lời cắt cổ khác gì đi ăn cướp, mày thấy không? Đúng rồi, đây bởi này vậy? Con nói bà nghe này, cái sao? Nghề ăn cướp ấy, của con với bà là đồng nghiệp. Bà cũng ăn cướp, nhưng bà ăn cướp không cần dùng súng đạn thôi, bà hiểu không? Cho vay ăn lời cắt cổ giống ăn cướp thôi à. Đúng vậy. Bởi vậy lâu lâu tao phải lên chùa tao sám hối nè. Tại ra cửa chùa nè, lúc nào cũng động mở, mình có lòng á, Phật không có bỏ mình. Tao thấy ăn ở sở lợi á, ông trời ông gửi ông cho. Ông cho mình phải xài nha mày, mày đừng có hà tiện rồi nha. Tao dặn mày đừng có hà tiện, mày phải xài nghe chưa. Mày hà tiện, ông lấy lợi mấy hồi đó. Thành ra mỗi lần tao kiếm được 1.000 đô hả, thế nào tao nói bận cái gì tao bỏ hết á. Tao lên chùa tao cúng 5 Phật. Ôi thế bà tốt quá rồi, bà kiếm được 1.000 bà cúng vào chùa 500, thế là phước đức đầy nha nhỉ. 5 đồng. Cho bà mới bảo bà cúng 5 phần. 5 phần ngàn. Thì 5 đồng phải sao? Cái gì mà dòm tao? Bộ mày không tính tiền tao trước khi tao đi ra khỏi nhà tao, tao lên chùa tao phải đi ăn sáng hả? Mày không tính tiền tao lái xe tao hay đổ xăng hao tiền xăng hả? Mày không tính tiền tao ra đi lên mấy cái bậc thang này nè, nó hao dài hao dép tao hả? Mày không tính tiền tao quần áo hả? Mày không tính tiền tao khát nước tao mua chai nước tao uống rồi, mày không có tính tiền tao là mua giấy gì đó, khăn giấy tao lau lên mặt tao hả? Tính ra cũng mấy chục bạc chứ mày tưởng hả? Gớm với Phật Thánh mà bà còn tính thế, thảo nào bà cho con 10 đồng mặt bà cứ kinh khủng á. Phật á, mà tao cũng có 5 đồng mà. Cái bản mày á, bản mặt mày á, tao giọng vô họng mày đắp bồ. 10 đồng bạc mày muốn gì mày xỉa xói tao hoài vậy? Đâu có xỉa xói gì đâu. Để con tìm tiền con thối cho bà. Lẹ lẹ đi tôi về. Gớm đem tiền mặt trong người. Bà lấy cái tay. Lại ông đi qua, lại bà đi ra.
lại làm ơn làm phước bố thí cho con. Xin đồng cảm ơn anh đẹp gái, chị đẹp gái. Chúc giời ban phúc. Bà thấy bố thiên sư nhà nó xin như thế mà chảy cả nước mồm nước dãi ra, mà nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi, xong rồi con kia nó khều xong thằng nó đi. Gớm, mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm gì? Làm đeo và vất vả thôi bà. Lẹ đi. Đây để tiền tiền mặt trong người đây. Gớm, bà thấy không? Người đâu của đấy bà. Bao nhiêu tiền con mang theo hết. Không thèm gửi nhà băng. Sao mày không gửi nhà băng cho an toàn? Gớm, nhà băng có an toàn. Bố em sợ ăn cướp hả? Trời ơi, mà mày là ăn cướp rồi mày còn sợ ai nữa? Đúng rồi, bởi thế con mới giữ tiền trong người đấy. Thì gửi bà nhà biết băng không? Đi. Ố, nhà băng không quan trọng đâu, nhà băng không ăn thua gì. Sao vậy? Ông bà mình có câu người đâu của đấy, đấy đồng tiền nó đi liền khúc ruột, đấy, bà hiểu không? Nhà băng làm gì chắc chắn đây 8 cái casino ở bên Mississippi đấy, nó chứa bạc tỷ. Chỉ một trận bão Katrina nó đưa mẹ nó hết ra biển rồi. Bây giờ thằng tỷ phú nó còn không có tiền bằng con đây này. Mấy chủ casino giờ chết hết. Mày nói nhiều quá, thôi thì tao lại đi. Thằng này nó kiếp trước nó câm, sao kiếp mày nói quá trời quá đất vậy mày đi. Không chuyện gì mà cứ ngồi đếm tiền hoài. Đây, đây con gửi là bà 90. Đây chúc bà làm ăn may mắn phát tài bà nhá. Đừng có rủa xả tao nghe. Không ai rủa bà đâu. Thôi tao đi đó. Vâng. Cái gì? Tính cho thêm à? Cho thêm cái gì? Welcome. Một bữa mày rủa người ta dữ lắm mà. Sao hôm nay mày không rủa tao nữa? Cô ơi, nảm ơn Nam Phúc bố thí cho kẻ tật nguyện một đồng à, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa. Lấy dùm con. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Có chồng cô nhá. Lúc nãy rủa lộn. Ê, tao thấy mày làm ăn mày tao ham quá à. Mày ngồi chút xíu, mày nào tốn chút xíu nước miếng mày kiếm hai chục. Bây giờ tao ngồi trước cửa chùa, tự nhiên tao thấy lương tâm tao cắn rứt. Thành ra tao á tính đổi nghề. Thôi bà đang sang trọng này, bà đổi nghề ăn mày ai xem. Sao mày biết tao đổi nghề ăn mày hay vậy? Bà tính đổi nghề chỉ có thể bà nhìn thấy con làm ăn khấm khá, bà tính đổi nghề ăn mày gì? Đúng mà, tao nói mày nghe, mày chỉ tao được không? Bây giờ tao tính bỏ nghề cho gian lời cắt cổ rồi đó. Không, con nói bà nghe này này, làm ăn mày ấy không phải là có tài mà phải có duyên nữa. Duyên? Bà có duyên bà xin người ta mới cho, không có duyên nó chửi trong mặt ấy. Thì giờ mày dạy tao đi, sao tao biết được ăn mày? Tao nào giờ tao đâu có quen đi ăn mày như mày đâu. Không, nếu mày mà chỉ bà, nghề cho tao đi. Bà muốn như thế thì con tận tình chỉ bảo cho bà. Chỉ nhưng mà đi. Bây giờ bà phải rehearsal trước cho con xem. Trời, ăn mày có rehearsal nữa là sao? Thực phải tập thử hả? Thực tập cho xem. Rồi, mày giờ mày chỉ có tao thiếu đi. Ăn mày không chứ gớm, nhiều khi ngồi không ai cho. Bây giờ mình xin, mình động lòng người ta gì? Vâng, động lòng á. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho một đồng ăn cơm. Cảm động không? Gì mà dòm tao? Tao xin rồi hay vậy mà sao mày dòm tao? Bà nhìn trong ánh mắt con có một tia nào cảm động không? Mặt mày chai quá, mày cảm động gì? Xin xong nó cứ đơ như tượng ấy. Chứ sao? Bà cứ xin mà bà cứ như đào hát thế ai mà cho. Cái này bà phải xin như con này vất vả mà giọng mình phải vật vờ lên này này. Nằm này. Hiểu chưa? Phải nằm vật vưởng ra thế này. Nói mà như cái dòng mà ai bóp cổ hết hơi ấy. Nằm sao? Này ông đi qua. Này bà đi. Thôi đi. Nói đàng hoàng, nói rặn từng câu hơi đâu tao rặn như mày. Mày thì rặn á, mày rặn theo kiểu chèo cổ. Tao ăn xin theo kiểu cải lương sao giống mày được. Giờ mày chỉ tao đi. Mày luyện cho tao đàng hoàng đi. Bà quyết định như thế hả? Quyết định, tao từ nay tao phải đi ăn mày. Tao thấy tiền tao mê quá rồi. Chưa có ai mà chọn cái nghề kinh khủng như bà này. Em tưởng là có mình em chứ good idea đấy. Mà em nói nghe này, thế một ngày ấy, nói thật sự ra đây này, bà biết thu nhập một ngày bao nhiêu không? Đây, bà muốn thì con chỉ cho bà tận tình. Bao nhiêu? Nhiều khi mèo mù vớ cá rán ngày kiếm được 200. 200 đô la hả? Chứ không nhá, 200 gì, 200 tiền âm phủ à. Ôi trời ơi, 200 đô, một tháng 6.000, không có vốn, không đóng thuế luôn. Ôi trời ơi, được, từ nay tao theo mày, tao đi ăn mày luôn. Bà quyết định như thế. Quyết định. Con nói bà nghe, đây là bắt đầu nhảy vào lĩnh vực business. Ừ.
Con truyền nghề cho bà. Bà dáng bà vật vờ vật vưởng, bà lăn lộn như thế nào con không cần biết. Mỗi ngày bà đóng con 40%. Đấy, trong business người ta gọi là chia tứ lục. Bà vất vả lăn lộn kêu gào kêu khóc, bà ăn 60, con ở nhà con ăn 4 thôi. Nè, mày nhìn kỹ tao nghe. Tao cho vay có 20% á, mày nói tao cắt cổ người ta. Bây giờ mày nhìn tao đi nghe, mày đòi tao 40%. Mày nhìn tao chừa cái cổ tao ra thôi, từ trên xuống dưới mày muốn cắt cái gì mày cắt mẹ nó đi. 40% vô đồ gian ác. Tao móc mắt bây giờ cái gì? Đồ gian ác à? Vậy mà mở miệng ra nói đạo đức, đồ xảo trá, đồ xảo ke. Bởi vậy tao nói có giàu á, cũng trời cũng ngồi cho ngồi lết qua đích lợi vậy hà. Ba. Vậy? Công nhận 12 bà mụ có thời gian ngồi nặng đẹp bà như tượng ấy nhỉ? Cứ bà càng chửi cái mồm bà càng đẹp gớm, sao người nào mà chửi mà mồm xinh thế cơ lị. Ôi giời ơi bà ơi, bà chửi cái nốt ruồi bà nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Ôi xinh kinh khủng luôn đấy. Đây đầu năm đầu tháng bà đừng chửi như thế nha. Gớm, bà cho tiền ai bà phải vui vẻ. Đấy, bà cho tiền mà bà cứ lầm bầm như thế. Đấy, cái chùa này linh lắm. Gì linh? Gớm, hôm qua có con mẹ kia cho con có 1 đồng thôi, bà chửi quá trời luôn. Xong vừa bước chân ra đường xe cán mẹ què ai rồi. Mày nói thiệt mày ớn ơi. Ừ, bây giờ không những bà cho 10 đồng mà bà cho con 100 bà vẫn phải cười. À, dân cụ 100 đó. Như thế phước nó vào nhà. Mày tại sao mày đòi tao 10 đồng? Mày cứ ăn xin mày donation 10 đồng là sao? Ôi, nguyên tắc mà. Thôi tắc, đây. Lần sau rồi đi. Lần sau đi tin đi xin rồi biết. Thôi, chúc bà vui vẻ may mắn với bà nhé. Tao nói mày nghe. Hồi 17 tuổi tới giờ, từ lúc mà ví dụ năm sừng trâu tới giờ đâu có ai khen tao đâu. Giờ có mình mày khen năm. Thành ra năm thấy năm cũng. Tại mày nhỏ tuổi với mày có vợ rồi chứ. Mày lớn lớn năm ngồi tao năm lết với mày luôn. Nó chơi mày, tao về đó ha. Thôi chung năm gặp nhiều may mắn năm nha. Vạn sự như ý nha, nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tết năm sau tao lại tao thưởng cho mày 10 đồng nữa ha. Rồi hẹn đến năm sau kìa. Thôi chung năm mau có chồng năm nha. Thôi con dọn hàng năm ơi. Thôi em về thôi. Nóng quá, nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi. Gần đình đâu có ai dám nuôi heo qua. Ừ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa qua. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Qua coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Ông trời, ông trời, ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, yeah. Đây hạn hán, quan coi, lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được chứ luôn á. Năm nay thế nào cũng chết của quan ơi. Bởi vậy, do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Yeah. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Yeah. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Yeah. Rồi đây, nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Yeah. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Quan có chết không quan? Ừ. Làm sao mà chết được? Dạ. Yeah. Tao có điều kiện mà. Dạ. Yeah. Nếu cái vùng này là vùng đất chết. Dạ. Yeah. Tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Yeah. Quan lết đi hả quan? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Quan dựng dạy. Thôi đừng có quan. Dạ. Nha quan cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa quan?
thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài vậy? Sao mày không lên mày hỏi vua mày hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái xong này xong chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm làm sao quá. Xong chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Muốn gì là xong chung. Dạ em hiểu đúng rồi. Không? Dạ em hiểu em hiểu. Em quạt quan cho bên nào. Khỏi đi. Dạ, dạ. Quạt quay. Dạ quan, em nói thiệt với quan nha. Em thấy cái vấn đề này em hỏi quan chút xíu nha quan. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi. Mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm quan, điều em đi chỗ khác ướt át màu mỡ để em lấy vốn lại được không quan? Mày nín, nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với quan mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Dạ em đâu có hổn. Em đứng gần quan, em đi với quan, em nghe quan nói chuyện với người ta, quan xưng mày tao không hả? Thậm chí quan chửi thề, có bữa quan nói tục nữa. Tao là quan, tao là quan, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ em quan bớt giận. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe quan hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói quan nghe, quan giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyên chăn trâu thôi chứ không làm gì khác hết trơn hết trọi. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông bá hộ cũng mua. Bá hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu có một thằng gia đình chạy ra. Ê mày đừng có chăn trâu nữa. Mày về nhà đi ông bá hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi con nhỏ đó nó đi chơi đêm. Rồi nó hút xì ke nó chơi đá nữa. Rồi hả không biết ai làm cho nó có bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ông nhục nhã ông hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy mày, không? Rồi mày có nhận không? Không nhận ông đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận. Ừ. Em cười. Em bỏ tiền mua chức. Ông đưa em vô đúng quy trình và em đường đường trở thành lý trưởng này, thấy không? Hay đó. Dạ. Em làm lý trưởng em nói thiệt. Đứng gần quan, được hầu hạ quan, học tập kinh nghiệm của quan. Dạ. Em mừng, em vui lắm quan. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ. Bước qua. Ừ. Dạ. Bước. Dạ. Dạ. Sao có chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hồi đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng quan. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho quan coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen em cầm cây gậy à. Thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ một cái phun máu đầu ha. Quay vệ đứng thẳng vậy nè ha. Thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước quan thì em dày. Dạ, yeah, em dày. Dạ, yeah. Đó. Quan là em phải dày. Quan huyện em dày nha. Còn thượng thư là em xuống dày nữa. À, gặp bà thái giám hoặc là à, mấy ông vương gia là em lết ra, mấy em lết vậy là đó, em lết vậy là gặp vua là em dậy luôn á. Là mày đứng dậy đi làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời biết thế đó. Dạ dạ quan, con biết nhân thân em mà về em hỏi nhân thân quan nha quan. Hỏi đi. Trước khi quan làm quan huyện vậy quan vui mài kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mài, tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là quan cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mày không biết mẹ giờ lên làm quan. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan vui mài kinh sử mà vui quan lên quan làm quan huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà quan vui quan làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong từ điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Cô chặn dê làm sao hả quan? Có nghĩa là mỗi buổi sáng, yeah, tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. À. Tao chặn cửa không cho dê vô. Yeah. Chiều dê về, tao mở cửa cho dê vô. Chặn cửa không cho dê ra. À. Gọi là chặn dê đó. À. Đây là từ mới đó bà con. Cho ông chàng pháo tay cho bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang, chứ thật sự nó cũng là chăn dê không quan. À, em nhìn quan cái gì? Em nhớ quan lúc quan chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông hả? Bên kia sông. Ừ, đúng rồi, chính hắn tổ bà mày.
Mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao mày cho dê mày ăn phải không? Mày nít! Mày nít trong lòng mày đi! Mày ăn cướp! Ăn cướp! Ăn cướp! Mày im! Cái thằng đó là tao đó hả? Thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi, cái chuyện nó xưa rồi mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày, mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cho nên bây giờ tao mới là quan nè. Tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm. Mày đuôi trong sao sẽ sân đình đó. Lại cái bằng chứng bằng thơ cãi cục gạch lên. Đây cái sổ thu chia đây cho tao. Đi đi đi. Mày đừng. Mày chửi tao hả? Tôi đâu có, anh đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa nú muốn mọc răng khôn á. Mày được cái sao? Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày con. Cho tôi kêu quan. 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 Ê. Dạ. Mày chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao mà biết ta là quan huyện? Dạ. Ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo vậy, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta hầu ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái huyện trần ai khoai củ khổ sở này phải không quan? Dạ. Dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái huyện này ai cũng gù hết trơn hết trọi á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây, 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 đây. Dạ, dạ sổ sách đây à quán. Dạ, con người. Đủ đi hả? Từ từ. Dạ, dạ quan cầm em. Để em tính. Nè các bà kia, mà ngon ha. Mà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi, tụi con mẹ già. Tôi không có già nghe. Không già sao cái mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già tóc bạc. Không nói nhiều đi về. Không, tôi tới gặp quan có chuyện. Cắt ra. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? Bỏ thu phí à? Qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. Tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền. Bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ăn giọng rồi xong dở cản lên. Tự dở. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này để làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thưa ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lộng ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nghe chưa? Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế dữ quá, không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó không vậy? Dạ, ví dụ này, dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông, dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng nấy.
chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy, có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà, đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ, cái gì giáo quan đừng có nghe, để em xử. Bà đi về, tôi nói cho bà, bà nói tầm bậy tầm bạ, bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hội là do mấy người, một năm mấy người tự động đó, tổ chức lễ hội. Trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội, tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chị của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen, bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ dạ, mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi ha, mấy ông ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè, nói như vậy ha, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sắc, rồi bây giờ đổ thừa hương chức hậu tài hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu. Mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ, quan quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Dạ. À, thôi được rồi, về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ, dạ con lại quan, con đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi được rồi, được rồi, đứng dậy đi. Dạ, dạ, dạ. Quan ơi, một lát nữa đó, có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha quan. Dạ, dạ con đội ơn quan, con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Tránh ra. Trời ơi, đất ơi, già sắp xuống lỗ rồi, bà đặt đi kiện đi thưa. Thứ bà xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu, bà quýnh thôi. Thổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi bà làm cái gì? Để cho người ta nhào ở đây, ta bu rồi ta coi biết hết bí mật của mình hay sao. Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo cái tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Bà la mê sa nô ta la mi đô xí bà nạ mi đá kỳ nà. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á, trời vậy. Dạ, cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới lần đầu em đọc, em tưởng đọc kinh á. Cái em nói cái này gì vậy ông nội, cái ông đồ bùi á, ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu. Sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh á. Em nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tôi sao tôi đọc nè. Đọc không được là còn mai. Nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. Dạ. Cũng hay. Hay. Ông này thông minh đó. Thông minh. Giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho quan. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có 3 đợt. Đợt 1 làm đường liên huyện chi 600 lượng. Chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng còn lại của tao. Dạ. Yeah. Đợt 2 chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50 còn lại của tao. Đợt 3 xây hồ chứa nước ngọt chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng còn lại của ta. Mày nói mình nữa, tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt của nhà bà gì kìa. Mày nói chữ gì vậy? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi, em đưa liền. Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật, lên xe là xe phần đây là. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao quan ngu quá vậy quan? Ê, hổ mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền,
quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý, một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Dạ. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Ừ. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quan à cao hơn Lý Trưởng cho mày. Em đợi quan ơi. Em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Thôi. Dạ, 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 dạ thỉnh pháp sư vô. Dạ, dạ quan. Dạ mời pháp sư. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Dạ, 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 chẳng hay ai giữa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu. Cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải có hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Tao biết mà, cái thứ trâu dê này tao biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài. Tức quá con nên phải con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, 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 dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần? Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật lại để ta về tơ hơ như vậy? Sắm lễ vật, sắm lễ vật đó. Lễ vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng. Gì vậy? Ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong có cái bài vị không chứ đâu có gì, gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi đi, không đi thần bẻ lỗi giò bây giờ. Mày, mày dím mày, xong chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao dạ, cái gì dạ, cũng biết thần, không biết trời, thần. Trời. Cái tiền vàng đó đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không à. Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả? Tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thần hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Vàng này của bá tánh nè. Vàng của bá tánh đấy nè. Nhiều quá nè thần ơi. Thần ơi. Đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ, dạ, dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất, ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này
tụi bay ăn quá rồi mà. Ăn quên trời quên đất. Tụi tao đâu có ăn đâu. Đem tới cúng tụi tao đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ dạ, con xin thần, xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi. Đây á, các ngươi khổ dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe dạ. đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Tôi ta nói quệt tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời dạ. mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, cái, như cái đám này đó nghe dạ. nó cai trị cái vùng này dạ. Mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết nó chỉ biết thu tiền dạ. Cho nên dân khổ dạ. chứ không phải là vì trời đâu dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập. Hả? Mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây. Cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi! Như vậy là bá tánh sẽ chết hết. Chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi! Hoàng ơi! Cứu Hoàng ơi! Bà già mà bà ham sống dữ vậy? Dạ, dạ thần. Đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tin ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên, dạ, phải làm một cái trấn yểm. Nhưng chi phí hơi cao. Yếm bằng bùa hả? Yếm bằng bùa lỗ ban à. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao à? Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè. Dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết. Chết tàn, chết mạc, chết khạc ra tro, chết thò ra máu. Chết quá trời. Chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông trời. Trời ơi, con rảnh quá. Cha đó cái nước thượng. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết. Trời không dung, đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước hạ còn khổ quá. Ông trời ơi, ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng? Phải. Cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen dạ. cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào, ác bá. Tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 là 6.000 quan. Mày cho tao suy nghĩ. Yeah. Làm quan mà yeah. phải lo cho dân. Yeah. 600 lượng mà cứu cái làng này. Yeah. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Yeah. Được, tao quyết định. Yeah. Sao quan? Tao cứu cái biệt phủ ta trước. Dạ yeah, trời ơi, con lại quan. Quan ơi, con lại quan. Lại quan, quan làm ơn, quan bỏ ra 600 lượng quan cứu. Cứu cả cái xứ này đi quan ơi. Con biết
quan làm quan, vàng bạc của quan chất cao như núi, quan quơ, quan quào, quan bóc, quan hốt, dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với quan giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy. Quan làm ơn, quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Còn lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó, trời đó coi. Mà quan ơi, em thấy vậy nè, quan bỏ 600 lượng quan cứu cả xứ này, vậy đi chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong có huyện có nhà ấy mà quan, trâu gì hết quan ơi. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè, bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước, để cho gia đình tao bình yên vô sự, để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá, đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới hô hào cứu trợ, thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà ông coi nè, ông trời ơi. Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm. Cầm mẹ rồi sao mà. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao còn thế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì vậy? Gì? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc, con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát tao lấy cây tao quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải, ta là quan thượng thư bộ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay, như thấy Dương gia tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Yeah. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Yeah. Thì ở đó mày chờ tao. Dạ. Như quản tha tội giùm em, thấy con cóc em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Dạ. Cóc rồi. Biết cái gì? Chờ tao chút. Bà lão à. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tới thiên đàng rồi hả? Không có, bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. À, bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng, bà đem bà phân phát cho dân làng hộ ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây mấy ông này không trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan, cho con hỏi. Nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi, con đội ơn quan, trời đã chứng rồi. Có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà
bà đi phát cho dân làng dạ. ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà ê, cái con mẫu kia cái của đó. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện hay cho quan tri huyện, ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái di bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được, nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì. Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyển là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. Dạ. Chuyển cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, một bao nhiêu tiền này? Bao dạ, nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? Ủa? Gì kỳ vậy? Sao 10.000 mà sẽ tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ. Dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng. Dạ ghi cũng được, nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin cái phần. Xin cái phần còn lại? Dạ nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc là nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa à, chắc toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia, còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ, cái nhà, cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi. Nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được, ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi. Trời ơi, đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi, chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó. Ông chửi mình quá trời rồi đó. Ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi. Quan Nguyễn. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Dạ. Đưa đây. Dạ. Cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi. Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửu tộc. Nhanh lên. Dướng tôi dài. Đưa đây.
Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi, nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì? Dồn quan thiệt em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày. Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vồng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hàng hăng tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính. Số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia, lũ lụt mà có tràn xuống em cũng có tiền để mà em cứu vớt đợi. Cái phần này mày phải chia cho tao. Chị móc chị chia mấy ba. Chị mấy ba đi. Ông nè, bước lại, bước lại. Nè, mày nói cho biết nha. Ông còn không còn làm quan. Đó. Bà con thấy không? Ăn không đồng, chia không đủ cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tụi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Thế ăn được đâu. Mày kéo, mày kéo. Mày kéo. Rồi về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ai chà, ông này mà lên thì Chế Linh đi xô mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sử. Ôi giời. Anh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Con chào bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, Sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con nay rảnh rỗi có chuyện gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gơm thì cái gì nói nhanh nhanh, cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị mà cũng tập thể dục có sao? Ôm xin lỗi ông anh đi, tôi mà không có workout thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Sao biết? Tạ đè riết người càng ngày càng lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha.
Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm, mệt hết hơi. Tập thể dục cho nó khỏe. Chị ơi, trời đất thôi ơi, đi ba. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Ba thấy bác lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bả tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác lấy bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi. Nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À, nói chung là em sorry, sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nha. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó, với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cứ ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mình cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mình là con dâu. Chị Lý à? Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em, đúng không? Mà chị vừa lùng vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe, cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi bà cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Trời ơi, con có ế đâu mà sợ ba ngồi ba năn nỉ hoài vậy. Này cháu, thế ế hay không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường cái gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Tớm con gái con lứa đứng rung cái chân như tướng cướp thấy cắt ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiểng lắm, thấy không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương, còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ lên để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ. Được Vạn Thọ cũng đỡ. Hồi đó mỗi lần bà nhìn mặt tôi, bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba, đi về nha. Ba không về con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng mà bỏ là đúng rồi. Trời ơi, ừ, mày nó dạy mày sao? Nó lấy người ta phải nói nhỏ nhỏ mà nó ào mặt tao người ta chửi sao? Con thông cảm đi, mấy cái thứ người mà nhỏ con mà khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À vậy hả? Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á, nhìn nó dễ thương. Con nhìn nè, coi mặt có lý nè, đó mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Có lố quá không con? Tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu thế nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy. Bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi trời, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba, một lần nữa thân à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè, thiếu gì người theo. Trời ơi, không biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để là cho nó một cái hơi di chúc. Đó. Ui dồi ôi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc.
Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chém. Này tôi còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chẳng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Úi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Bầu. Mà thôi mày đọc đi. Cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu? Coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không? May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá. Tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi. Có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, à. Thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành, khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu bà dùng từ z cờ zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu. Vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển, tôi với chị Lý Sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi dồi ôi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, ta sắp chết sảng rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe, gom nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô họng con hoài với bác. Dạ em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị mục dữ vậy chị Lý? Ôi chết, thôi quần mục kệ mẹ nó đi. Này, con ơi, thế nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà một triệu đô đấy? Ơi, bảo hiểm nhân thọ $1,000,000. Ừ. Bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa? Làm của hồi môn đó. Ừ. Đọc tiếp đi con. Ừ, đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con. Ngồi đây đi con. Đấy, ngồi đi, con đọc tiếp đi con. Đọc bực tiếp. Bội. Ừ. Thứ ba. Ừ. Tôi với ông hiện có hai căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho nứt con Hải Đường một căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như lan khói hiền dì dào. Trời ơi chị.
chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng. Chị Dương ơi, chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương, chị sống cùng đã tiếng chị về đây, chị chứng giám được lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi, vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm 1.000.000 con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ, đấy, thấy chưa, ông anh nghe chưa? Người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi, chị Dương ơi. Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi, ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi. Chị Dương ơi, trời ơi, sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị, làm sao mà tôi lãnh được 1.000.000 với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi ôi, Tài Bút. Ừ. Ông với con hãy đường. Ba, nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh, giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ôi, ông anh thấy chưa? Cái cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng duy chúc nào mà hay như cái dòng di chúc của bà chị nhà anh. Có mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón, nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ôi eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn ấy, mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Ừ. Chị nói chị thân với lại vợ tôi. Ừ. Lúc đám ma của bà đó, bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Ồ không, nhầm, em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển, thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ, gớm, nãy giờ con qua đây, mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca, con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Ê hồi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm bà. Bà, đọc xong lá thơ con mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi, tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này ấy, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Eo ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Ôi trời ơi. Được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? Thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Thế thôi ngày mai đi. Thế thôi, nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Ừ. Mà bác Lý ơi. Ơi, bác đây con. Tuy là lá thơ má con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ừ. Ôi, con bé thì nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng rồi vậy. Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con. Người ta nói tụi con là biếng.
Ôi dồi ôi, cái con bé này, ôi dồi ôi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn, cái con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập thì người ta cho là lười, mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu, con nha. Thôi được rồi. Ừ. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Ô, ô, đi chết. Về. Ôi chết 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 ông anh. Sao mà đi đi về được. Mấy khi mà rồng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không. Để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó. Nó ngoan như tôi vậy đấy. Là nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? Ờ, không quên nhầm. Nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi. Đâu rồi. Alo Dũng à. Con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nha. Đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng. Mua đứt luôn cho mẹ nha. Chào con. Mày theo chưa? Mình trời đó, mình đất ơi, có bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đây hàng tổng. Đấy. Mình giàu có, mình thay đổi rất là nhiều. Bằng Lý. Ừ, cái gì dạ con? Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? À, nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng à, yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại cho tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo rồi. Ô, thấy người nào design cho con đấy? Cao Văn Nghiệp. Ôi ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nha, mặc áo xong ấy, giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ... mẹ gì sai cổ. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ba lấy bả thì người được lấy bả. Ba. Gì? Bác Lý này. Sao? Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác về. Ôi giời ơi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ. Ôi giời ơi, em rước về. Em ơi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi. Ôi giời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu. Người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy. Ôi giời ơi, em ơi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ rối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào đến giờ con về ở đời... nhà rồi. Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui. Ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi. Để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe. Sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Ôi dồi ôi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn. Xong rồi đi ra về phải chôm chỉ ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao. Vào đây. Con ơi, con vào đây. Nhanh nhanh. Cái gì mà rối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi. Ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ.
nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi, để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu, tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Rồi ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai. Ừ thì cũng đúng, nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy thì nó có hạnh phúc hay không đấy. Mà mẹ bảo con nghe, điển hình như này, ông Obama đây mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan. Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con hiểu chưa, con yêu của mẹ. Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào? Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi trời, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ, mẹ khổ thầm lắm con ơi. Máu nước mắt thế. Ngày xưa ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà cặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lạy mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Này, tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh. Các anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thì thôi, mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ui giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhé, những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá, không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi, đi tắt mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con Hải Đường. Hải mật Hải Đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhà nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành một tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn bập phê với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết à, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi này, thế nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi.
Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền, mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nha. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ hai chữ hải hải hải, đường 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 mà thôi. Nói chung là con ứ lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường, nó bảo con ứ lấy con hải đường. Làm như ông trẻ con lên ba. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống, bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa $1,000,000 với căn nhà, con không chịu. Úi trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Trời đất ơi, ủa nhà có đám ma sao hai mẹ con chu chéo gì gớm? Dạ, dạ không công anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén. Hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới. Đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ sao? Đấy thấy chưa? Mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, thùy mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ ướn nẹo thế thôi chứ, nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con. Sao? Ui dì. Tỏ tình đấy. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui, má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ, lấy ai cũng vậy, lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Ừ. Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô không, không phải. Cái ý chị nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy, ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này, nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút cháu ấm bầu, nghe tôi thèm cháu ấm bầu. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con hải đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại hải đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Cái thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi là con nào. Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. Oh my god. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con. Tôi cầu mong nó lớn lên nó giống cha giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Mẹ nói cho mày biết nhá. Mẹ đẻ con ra, mẹ mong con
là đứa con trai nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại bê đê mới đau rồi. Ôi giời ơi là giời. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết rồi nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh răng. Để đó tôi. Thôi nha, cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, lại đây. Ở đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Không? Trời ơi, hai mẹ. Trời ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. À, bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi. Mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy? Làm thuê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Có nhiều khi đứng ở đây hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thắng. Ông được đâu bác ơi. Cái đấy ông làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng gì à. Kêu công là sao má. Hơi. Con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à? Ôi trời ơi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Trời ơi là trời ơi. Mẹ ơi, mẹ không không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, đừng có giỡn nha. Mai là cạo râu mày. Ôi trời ơi, mẹ bảo cho con biết. Thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới, đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oẳn tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, trời ơi. Tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người? Anh như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt BD hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con tự hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai?
con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng. Nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Từ nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết đến ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi. Mới đau. Ôi trời ơi là trời. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi, con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà, mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp, làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào. Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp nó cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng BD nhá. Cái gì? Mày, trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow. Cái gì? Gì vậy nữa? Trời ơi. Lên nữa hả? Nó cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ. Ôi trời ơi ông anh ơi, nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi trời ơi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sau ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi. Bạc Lý, tôi ngồi đây á. Ừ. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì Bác Lý ích kỷ thôi. Ừ. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái, mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt, cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận ta chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác. Bác biết ông Elton John không? Elton John, biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á. Đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không vô? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ, mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội, văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu, mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này. Con nói cho mẹ biết, con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này, ngày mai á con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng, bóng bạc, người ta nổi tiếng, người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bông với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng mà cũng làm rất nhiều tiền ấy. Này. Dày. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá, làm đằng ấy thất vọng.
Có thất vọng gì đâu, tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Lý sự à, từ hồi mà tôi biết cái con hải đường là ô môi đó, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Tôi giận, tôi la nó, tôi cúng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà thấy nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Vậy là tôi mới, đứa con có hiếu đúng không? Mình phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền cũng may ấy chị. Rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn Du á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Du mặc áo sơ rê. À bà bỏ mấy con ơi, đem có người, người không có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng làm cái gì cho nó già người ta? Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nỡ ăn thịt con, đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng hay anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Chị tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con hải đường, coi như là tôi mất tiêu mẹ, nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi.